À, kính thưa quý vị, ma thầy giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu một cái loại nghiệp cuối cùng trong bốn loại nghiệp. À, trong những thời trước chúng ta tìm hiểu cái loại nghiệp đen cho quả đen. Loại nghiệp thứ hai là loại nghiệp trắng cho quả trắng. Loại nghiệp thứ ba là nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Và cái loại nghiệp thứ tư này, Đức Phật Ngài dạy rằng là cái loại nghiệp không đen trắng thì cho kết quả cũng không đen không trắng. Và trong cái bài kinh nói về tổng thể, Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng, Ngài giải thích là thế nào là cái loại nghiệp mà không đen không trắng. Thì Đức dạy rằng phàm có những cái tâm sở tư nào mà diệt trừ đi cái loại nghiệp đen để cho quả không đen, quả đen. Và những cái tâm sở nào hay là tâm sở tư nào mà diệt trừ cái loại nghiệp trắng cho quả trắng. Và cái tư tâm sở nào nó diệt trừ cái nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Thì đó là cái loại nghiệp mà không đen không trắng, nó sẽ cho kết quả là không đen không trắng. Ở đây ý nghĩa này mang một cái góc độ khác, tức là mang ý nghĩa mà chúng ta cố ý tạo một cái loại nghiệp. Một cái loại nghiệp này á, nó nhằm mục đích là diệt trừ đi cái nghiệp đen. Đó là cái đoạn đầu Đức Phật Ngài dạy. Thì cái nghiệp á, cái gì phần một cái tư tâm sở nào có sự diệt trừ đi cái nghiệp đen cho quả đen. Mở nghiệp đen là thấy rằng đó là cái sự vi phạm về giới. Tức là đối với những người mà có cái thân hành vi phạm về giới như là sát sinh, quản lý của không cho, hoặc là tà hành trong dục lạc. Vì chỉ nói về cái điều này như vậy đó, thì đó là cái hình thức của giới thôi. Nó đây là chúng ta nói về cái giới của người cư sĩ đó. Nhưng mà cái gốc rễ của cái sự vi phạm này nó nằm ở đâu? Thân sát sinh hoặc là thân tà hạnh trong dục lạc. Hoặc là thân lấy của không cho. Thì trước tiên chúng ta sẽ thấy rằng cái gốc rễ của lấy của không cho đó, hay là gốc rễ của sát sanh, nó chính là sân. Bởi vì mình là khó chịu, mình bực mình, hay là mình không hài lòng đối với một cái đối tượng, mà đối tượng đây là một sinh chúng, đối tượng đây là một sinh vật, cho nên hủy hủy diệt đó. Thì cái sự hủy diệt đó là sát sinh. Như gốc rễ có cái vi phạm với sát sinh nó chính là tâm sân, sự bất bình, sự khó chịu. Vậy tứ tâm sở nào mà diệt trừ đi cái nghiệp đen? Nó là sự cố ý nào diệt trừ đi cái nghiệp đen cho quả đen này? Thì một khi mà cái triều tâm mà nó khởi lên đó, chúng ta phải quán xét được, thấy được đó là cái triều này nó thuộc về sân đó. Thì cố ý diệt trừ cái tâm cái sân đó.
mãi diệt trừ được, cố ý diệt trừ được cái sân đó, mà sân nó tạm thời cũng cơ hội sinh khởi lên, hoặc nó đang có mà nó bị áp chế, nó bị điều phục đi. Thì cái trường hợp này được gọi là phàm có tư tâm sở nào diệt trừ nghiệp đen cho quả đen. Ở đây nói về cái thân là như vậy, bởi nghiệp đen cho quả đen Đức Phật ngày định nghĩa ngày dạy trong những bài trước chúng ta thấy là phàm có một cái thân hành nào có tổn hại, ngữ hành nào có tổn hại, ý hành nào có tổn hại. Cái thân hành có tổn hại tức là thân hành vi phạm điều giới, mà đối với người cư sĩ chúng ta là có cái không sát sanh, không có lấy của không cho, à không có tà ảnh trong cuộc lạc, nó tụi vậy thôi. Nhưng mà đối với vị sa môn thì sao? Bởi vì cái bài kinh này không phải là chỉ dành riêng cho cư sĩ, mà chỉ nói về giới cư sĩ, mà nói luôn cả những vị tỳ khưu. Bởi vì đây là bài kinh mà Đức Phật ngài dạy này các tỳ khưu. Thì đối với những gì thì không mà vi phạm điều giới, có đôi khi đi vi phạm điều giới đó, nó không phải là sát sinh, nó không phải là tà hạnh trong dục lạc, mà nó không phải là lấy của không cho. Bởi đối với gì thì không mà rơi vào á lấy của không cho, dù món rất là nhỏ, nó độ năm ma sa ca là đủ để trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Hoặc là quan hệ bất chánh, tức là hành vi phạm hạnh, thì cũng đã đủ để bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Cho dù rằng trong hiện tại này, hoặc là thời Đức Phật cũng vậy, có những cái vị mà vi phạm giới, nhưng mà không có một cái ai xử lý. Tức là sau thời Đức Phật là không có ai xử lý. Cái người đó ngay ra trong cái hiện tại này không thể chứng đắc được những cái pháp thường nhân, không thể chứng đắc những pháp thường nhân. Và ngoài sau khi mệnh chung đó, thì người này phải rơi vào cái khổ cảnh. Nhưng mà có một cái lý luận như vậy, cư sĩ mà phạm giới tà dâm có đôi khi không có rớt xuống khổ cảnh. Tức là cư sĩ mà quan hệ tình dục á bất chánh á, cũng không có rớt khổ cảnh lắm. Mà vậy thì khô là bị. À xin thưa, bởi vì cái địa vị vậy thì khô nó cao hơn cái người cư sĩ rất là nhiều. Chứ những cái hành động của vị tỳ khưu á cần phải dè dặt cẩn thận. Chúng ta thí dụ giống như này, thí dụ cái một cái người thường dân nào đó đi vào khách sạn đó, thì người ta xem như là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. À trái lại, ông tổng thống hay là một ông bộ trưởng hoặc là một ông thủ tướng đi vào khách sạn cô gái lạ xinh đẹp này, thì bây giờ mình sẽ kéo báo chí tới, phóng viên tới rần rần chụp ảnh là đăng tin, à ông thủ tướng A cùng với cô gì đó đã đi tới khách sạn, làm rum beng lên liền. Cho nên nhớ một cái người cư sĩ đó thì không cần phải dè dặt nhiều, nhưng mà đối với tỳ khưu cần phải dè dặt rất là nhiều.
với một người thường dân họ có thi đi đó là cô gái kỹ nữ nào đó mà không gây ảnh hưởng à, trái lại mà ông bộ trưởng, mà ông tỉnh trưởng, mà ông thống đốc tiểu bang mà đi vào khách sạn với một cái cô gái kỹ nữ chẳng hạn nha, thì bây giờ có thể là sự nghiệp ông bị rụng, bị rơi, và nhiều chuyện đã xảy ra cũng vậy. Nên có một cái số á, lý luận rằng là cư sĩ phạm vào cái giới quan hệ tình dục bừa bãi hay là nó không có đúng đắn đó, thì cũng chưa chắc là rớt khổ cảnh. Nếu vậy thì khu lớn hơn mà tại sao rớt khổ cảnh, mà nó có khả năng rớt khổ cảnh. Ở thứ hai nữa, nếu nhìn góc độ pháp chúng ta sẽ thấy rằng người cư sĩ đó không được có sự kính trọng nhiều cho bằng đối với dân vị tỳ khưu. Mà những vị ông tỳ khưu mà càng lớn càng có chức vị nhiều á, càng ở cái địa vị cao á thì càng được sự kính trọng nhiều. Mà có cái sự kính trọng nhiều mà còn làm sái quấy thì là nó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên trong kinh văn đó, nó khoảng ngày dạy rằng sao vị tỳ khưu mà chấp nhận cái học giới này, chấp nhận những cái điều học nhỏ nhặt nhất là một cái trọng giới. Nếu mà vị tỳ khưu mà không có chấp nhận cái học giới này thì sẽ buông buông bỏ học giới, và như vậy là những vị đó đang tạo thành một cái nghiệp đen cho quả đen. Bởi sao vậy? Bởi không có cái sự cố ý diệt trừ nghiệp đen cho quả đen. Cái mà bề mặt đó thì nó tốt lắm, nên bên trong là bị thối rữa. Nó cũng tựa giống như cái về mặt này, nó là một cái khúc gỗ trầm hương, một cái tấm ván bằng gỗ trầm hương, nhưng mà bên trong á thì cái tấm ván nó đã bị mọt mối mục rồi. Mà như ở trên mà buông thả thì dưới cũng sẽ buông thả thôi. Nếu thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Nhìn bề ngoài thì thấy xinh đẹp vậy, nhưng mà bề trong thì nó bị thối rữa bên trong, nhiều chuyện lắm. Bởi sao? Bởi không có cái tư tâm sở thì diệt trừ cái, không sự cố ý diệt trừ những cái nghiệp đen. Nó nói gì thì khô á, mà nó không có tư tâm sở đó để múc cái hai điều: một là không có tham cứu về luật, thứ hai là xem thường luật. Một khi mà xem thường luật đó, đó là cái, nó là một cái ý tổn hại, ý tổn hại. Ý tổn hại này nếu như nói về gốc rễ, nó chính là cái ý phóng dật, cái sự phóng dật, hoặc là nó là cái ý của cái không hổ thẹn tội lỗi, không gây sợ tội lỗi. Mà một khi có vô tàm hay vô úy, tức là không hổ thẹn tội lỗi hay gây sợ tội lỗi khởi lên thì lập tức nó có bất thiện khởi lên. Khởi lên thì nó sẽ dẫn tới là cái nghiệp đen cho quả đen. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài dạy một câu vấn đắc á, ngắn gọn cái phàm cái tâm sở, tư tâm sở nào để mà diệt trừ cái nghiệp đen cho quả đen đó, thì luôn luôn diệt trừ đi cái phóng dật,
hoặc là vô tàm cái vô quý, tức là luôn luôn có sự hổ thẹn tội lỗi mà gây sợ tội lỗi. Một khi đã có hổ thẹn tội lỗi gây sợ tội lỗi, mà hổ thẹn tội lỗi gây sợ tội lỗi mà nó sinh khởi lên thì nghiệp đen kia không thể có mặt. Mà hổ thẹn tội lỗi và có cái sự gây sợ tội lỗi đó, nó chính là bây giờ phần giới. Nên cái ý nghĩa đầu tiên á, Đức Phật ngài dạy á, tổng quát á, phàm có những cái tư tâm sở nào khởi lên đi diệt trừ nghiệp đen trong quả đen, cái ngài cũng ám chỉ thực cái giới. Mà khi nãy chúng ta mới vừa nói tới một cái pháp của cái giới sắc sinh, đó chính là tâm sân. Mà diệt trừ được cái tâm sân thì không vi phạm về giới. Mà diệt trừ tâm sân có nghĩa là diệt cái nghiệp đen cho quả đen. Thế thì quan hệ bất chánh đó, và lý của không cho đó, thì gốc rễ của nó từ đâu, từ cái pháp nào? Thứ nhất trước tiên là nói về cái pháp do tham cái đó. Lý của không cho thì nó xuất phát từ cái tâm tham mà có. Mà tâm tham này là tâm tham muốn hưởng thụ. Lấy của không cho là muốn đạt được cái vật đó để mình có, hoặc là quan hệ bất chánh cũng gì mà muốn hưởng thụ dục lạc. Ở trước mắt nó thuộc về tham, nhưng mà còn một cái góc độ khác thì nó thuộc về sân. Có nhiều người họ lấy trộm cái món vật đó không phải họ muốn sử dụng, mà lấy cho bỏ ghét. Mà lấy đó, đó, nhiều khi họ không xài, nhưng mà thấy cái cơ sở này nhờ những cái loại dụng cụ này nó phát triển tốt, lấy đi thì họ sẽ không có những cái cách khoa học. Nó do ganh tị đó, mà ganh tị thuộc về tâm sân. Mà lấy do tâm sân, lấy cho bỏ ghét, lấy để mà làm cho cái cơ sở này nó bị xuống cấp. Quan hệ bất chánh cũng vậy, cũng chưa chắc là để hưởng thụ, nhưng mà do tâm sân bất mãn mà gây một cái gia tộc đó, bất mãn một cái gia đình đó, rù ở những cái cô gái đó, đó để cho bỏ ghét, để biêu ríu, để làm nhục, thì cái gốc rễ của sự mà vi phạm về giới trộm cắp đó, hay là giới tạm trong dục lạc, nó chính là tham và sân. Mà phạm đi tâm sở nào thì diệt từ cái tham sân này, thì gọi Đức Phật gọi là cửa những cái tư tâm sở đó diệt trừ nghiệp đen cho quả đen. Ngay cả nói dối, gốc rễ của nói dối là cái gì? Gốc rễ nói dối có thể là tham, mà nó có thể là sân. Cái nói dối do tham đó giống như một cái người mà làm chứng gian, chuyện không nó có, chuyện có nó không, nhằm mục đích nó để đạt được một cái do ta thuê, ta mướn hoặc là yêu cầu. Mà nói dối cũng do là sân chứ hả, tức là cái người ta làm chứng gian bởi vì người này ghét người kia làm chứng gian, chuyện không nó có, chuyện có nó không. Mà gốc rễ của cái nói dối đó chính là không có tôn trọng một cái sự thật. Tức là nó
Nó là nó tìm mọi cách nào đó nó thể hiện cái tham sân. Chúng ta thí dụ giống như những cái sự kiện mà đến bây giờ vẫn tức cười đó. Đó là ngày 12, ngày 12 năm 2012 gì đó. Đoàn tận thế là mua mì gói chứa. Đạo Phật là đạo nói về cái chân lý. Đạo Phật không phải là cái đạo mà để hù thiên hạ, dọa thiên hạ, không phải. Mà tráo cỡ như vậy á là xem như là mạ lị đạo Phật, lăng mạ cái tôn giáo. Thường thường á đạo Phật là chỉ ra một cái điều đúng đắn, nó không có xoay ngoài, không có. Nhưng mà ghê á, khoái lên tuyên bố lên là ngày 20 tháng 12 gì đó là bị tận thế này kia, phải niệm Phật cho nhiều cho nhiều. Lẽ ra không có, người ta hỏi cái trường qua uống lại tráo tới trở lui, nói là hù dọa, dọa cho chúng sanh nó sợ nó tu. Đấy là đạo Phật, là cái đạo đi dọa thiên hạ. Đó là chối bỏ một cái sự thật, đó là hư ngụy. Thì khi mà không nói dối, dĩ nhiên nó còn nhiều cái tình tiết nữa, nhưng mà nó xuất phát từ tham hay là sân dựng chuyện lên, do tham danh tham tiếng hoặc là tham lợi. Chuyện không nói có, chuyện có nói không. Hoặc là do sân. Mình làm chứng gian nha hả, cáo gian nha hả, giống như trong kinh Tạng vậy đó. Hai nhóm tỳ khưu của Mettiya lúc đó ở trong cái thành Xá Vệ, có rất là nhiều người để đặt phiếu thực để cúng dường chư tăng. Thì lúc đó ngài Đắp Bá Ma Lam Bất Bá là cái vị mà do hạnh nguyện quá khứ là phục vụ chư tăng, nên Đức Thế Tôn này giao cho cái trách nhiệm là giữ lấy những cái phiếu thực, ghi chép những phiếu thực. Và ngài hoạt động rất là nghiêm túc, tức là mỗi buổi sáng là ngài xem xét lại cái phiếu thực hôm nay, cái nhà trưởng giả này tỉnh bao nhiêu vị, nhà của người kia tỉnh bao nhiêu vị. Rồi ngài căn cứ hạ lạp, ngài cử các vị tỳ khưu tới đây nơi đó để nhận quả. Bây giờ cái nhóm tỳ khưu Mettiya đó mới là hiện giả Đắp Bá Ma La Bút Bá, chẳng hay ngày mai chúng tôi sẽ tới nhà trưởng giả nào để mà nhận quả thật. Thì ngài dở sổ sách ra ngài xem, nói là thưa các ngài, ngày mai ngài ta tiên các ngài tới nhà trưởng giả này đó nhận lấy quả thật. Thì mấy vị trưởng giả nè, cái vị nè tỳ khưu này á, nghe nói ông trưởng giả này là rất là hào phóng, bậc thật thượng vị, nó rất là cung kính nữa. Cho nên về tối nằm trong trong đêm đó, cái bàn ngày mai chúng ta sẽ được ăn món này và ăn món kia. Và bất ngờ vị trưởng giả cũng tới, ngài Đắp Bá nhắc nhở lại, ông muốn hỏi thăm luôn. Đây, thưa ngài Đắp Bá Ma La Bút Bá, ngày mai đến chúng tôi cúng dường đặt thứ thực rồi, giống như giờ đợi, có cái hình thức là đặt bát vậy đó.
Vậy thì chúng tôi được thỉnh những vị nào? Đi ngài Đáp Bá, ngài là vị A-la-hán. Mà nói này trưởng giả ngày mai các thầy cô của thuộc nhóm Mét Tế Giá sẽ tới theo cái niêm luật, sẽ tới nhà trưởng giả đây mà nhận lấy bậc thật. Hôm nay nó trời ơi, cái nhóm này tu hành bê bối, cái nhóm này mang tai mang tiếng nhiều, các ông không hoan hỷ. Do không hoan hỷ cho nên ngày mai ông chỉ làm cách là cho có làm sửa soạn những cái món ăn là thượng vị để cúng dường, một đáng cúng dường hay là kính trọng, một đáng kính trọng. Thì nhóm đó, hai cái nhóm tỳ khô mà Mét Tí Gia nè, Mét Tí Giá nè, đi tới những ngày trước những vị khác đi tới họ họ dụng những cái món mà thượng vị tới phiên mình toàn là những cái món gì đâu không. Nếu như cái người mà có cái tâm mà quan sát là tại cái phước mình như vậy, tại sao cái quả này trổ vậy, thì có lẽ sở hành của mình thì nó chẳng chỉnh lại. Nhưng mà không, do cái mãnh lực tham dục mà. Mà cho nên là sở dĩ mà ta bị sự kiện này tại cái ông là Đắp Bá mà lá bức tá này là báo trong gia chủ thì biết. Cho nên chúng ta mới nhận được cái quả này. Vậy cái hận này ta sẽ trả, làm trong là điêu đứng chơi. Do giả làm buồn 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 thì lúc nào có vị tỳ khưu ni tên là Mét Tí Gia cũng nằm trong nhóm đó, đi tới đảnh lễ mấy mấy vị này lơ. Bà này ngạc nhiên, không mình nó làm lỗi gì đâu. Nó hỏi sao con tới mà cái ngài lơ à? Nó nói là có một cái bi thảm nó xuất hiện ra chúng ta mà người là nhẫn nhơ, người không biết đó, người vô tâm, người không phải người trong nhà. Cái bà tỳ khưu đi Mét Tí Gia này hỏi ăn nghe chuyện gì cái ngài dạy cho con chứ không sao không biết, mới thuật ra vậy đó. Bây giờ con phải làm sao này thì cô ni Mét Tí Gia vậy cho chúng á, giữa hội chúng người hãy cáo gian á là Đắp Bá mà Lá Bất Tá đã quan hệ với người. Quý vị biết đó, ở trong giáo pháp này mà khi mà quan hệ với người nữ thì cô mà quan hệ với người nữ là bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Thì rõ ràng là bà tỳ khưu ni Mét Tí Gia này đâu ngài Đắp Bá mà Lá Bất Tá đâu. Nhưng mà tại sao nói dối vậy thì chúng ta thấy rằng nó có cái tà kiến, tức là tà tính đó. Cho nên dù khống ngài Đắp Bá mà Lá Bất Tá giữa hội chúng vậy luôn. Bạch Đức Thế Tôn, cái giáo pháp này đã bị nhiễu loạn, con đã bị tôn giả Đắp Bá mà Lá Bất Tá đã làm nhục. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn ngài biết rồi, nhưng mà để cho minh bạch, để tránh cái tăng chúng nhiều khi mà xuyên tạc, ngay Đức Thế Tôn vẫn bị xuyên tạc như thường là ngài thiên vị. Cho nên nhảy nhân danh Như Lai gọi Đắp Bá Ma La Bồ Tát tới đây, thì tới Đức Thế Tôn ngài hỏi này Đắp Bá Ma La Bồ Tát, nghe nói rằng ngươi quan hệ với nữ tỳ khưu ni này phải không? Ngài Đắp Bá Ma La Bồ Tát nói bạch Đức Thế Tôn ngài hiểu con mà. Một câu này trả lời ở mờ như vậy, không có rõ ràng minh bạch, Đức Thế Tôn ngài không chấp nhận. Ngài giải rằng này Đắp Bá Ma La, người trí không có trả lời như vậy,
Có hay không có rõ ràng minh bạch. Thì ngài Đáp Bá Ma La Mật Bồ Tát mới trả lời là: Bạch Thế Tôn, từ lúc 7 tuổi đến bây giờ cho đến hôm nay, một tư tưởng tình dục cũng không bao giờ có khởi lên cho cậu. Mới sao vậy? Bởi ngài Đáp Bá Ma La Mật Bồ Tát xuất gia lúc 7 tuổi, mà xuất gia trong một thời gian ngắn sao mà ngài đã trở thành bậc thánh A La Hán. Khi mà đủ tuổi ngài xuất gia thì khương xin Đức Tôn ban cho ngài, là cái hạnh phục vụ chư tăng, ngài đệ nhất về quả giới. Ngài rất là thiện xảo về thần thông, về cái đề mục lửa. Mà vì thánh A La Hán từ 7 tuổi, đã 7 tuổi là A La Hán là, thì một cái tư tưởng tình dục thì dĩ nhiên không có. Nhân đó tới đâu ngài mới chế định học giới, vị tỳ khưu nào nha, vô cớ cáo gian gì khác phạm bất cùng trụ, vậy đó phạm tăng bạc. Nhưng mà góc độ đây chúng ta thấy rằng á, thở vị bà tỳ khưu ni mà mét tí da đó mà nói dối nó lại bởi do tà tính tà kiến. Vậy sự nói dối này á, nó cũng xuất phát từ cái nó tham sân đã đành, là nó cũng có thể xuất phát từ cái tập kiến. Ví dụ mình chúng ta muốn lăn xê ai đó, chúng ta muốn bô lưu ai đó, chúng ta muốn làm cho cái đối tượng mà mình yêu thích, mình hài lòng á, mình đi truyền bá những cái điều mà không đúng sự thật để mục đích đến, để mà lăn xê cái đối tượng mình, mình cũng rơi vào cái nói dối. Nguyên nhân là do tà tính, nguyên nhân là bởi do tà tính, nó chạy theo một cái khuynh hướng mà không có tôn trọng một sự thật. Nó không gìn giữ được một cái sự thật. Cho nên chúng ta thấy về cái giới nói dối, nó xuất phát từ ba cái chốt. Một cái chốt thứ nhất là do tham, một chốt thứ hai do sân, một chốt thứ ba nữa do tà tính hay tà kiến. Thì phạm những tư tâm sở nào mà diệt trừ mấy cái đó đi, thì nó là diệt trừ những cái nghiệp đen cho quả này. Thì nói một cách ngắn gọn thì chúng ta thấy rằng á, khi mà Đức Thế Tôn ngài dạy một cách tổng quát nó, phàm những tâm sở nào mà diệt trừ những cái nghiệp đen cho quả đen đi, mà không nói về giới, mà cái giới này phải liên hệ tới cái pháp chứ không phải là giới một cái hình thức. Tôi không sát sanh là được rồi, tôi không có trộm cắp là được rồi, tôi không có quan hệ tà hạnh trong dục lạc, tôi không nói dối là được rồi. Nhưng mà chúng ta coi cái chốt, đó là cái pháp, đó là pháp gì để diệt trừ cái pháp đó. Dĩ nhiên nó pháp đen mới dẫn tới những cái sự xoay quấy rồi. Mà để cho có cái giới bảo đảm đó, thì phải xem xét lại cái hai cái pháp chủ yếu đó là không hổ thẹn, là có sự hổ thẹn đối với tội lỗi, và có sự ghê sợ đối với tội lỗi. Nó là cái nguồn gốc để giới mình được trong sạch. Câu thứ hai Đức Phật ngài dạy là: Na phàm cái tư tâm sở nào diệt nghiệp tấn cho quả tấn. Thường thường cái nghiệp tấn mà cho quả tấn á, trong cái phần trước chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nó như là cái người mà ý không tổn hại, thân không tổn hại, ngữ không tổn hại, ý không tổn hại, và sẽ tái sanh về cái cảnh giới thuần lạc, những là biến tịnh thiền. Nó thuộc về là thiền, mà nó nói thiền thuộc về định đó. Mà phàm có những tư tâm sở nào diệt trừ cái nghiệp tấn cho quả tấn. Thông thường người đầu tử chúng ta, hay là tất cả những người
mà tu tập trong giáo pháp này thích thú những cái phát thiện, nhưng mà đã thiếu trí ở chỗ cho dù rằng là cái pháp tánh hoàn toàn tánh cho nó quả tánh chăng nữa vẫn có tái sinh, vẫn còn luôn luôn cái chịu cái nỗi khổ tái sinh. Cho dù rằng tái sinh về cõi biến tịnh thiên, cái đời sống ở biến tịnh thiên đấy là khoảng 8 kiếp trái đất, nhưng mà vẫn bị già bệnh chết, vẫn không có lìa bỏ được cái khổ của luân hồi. Chính Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Bảy Mặt Trời ấy, nói về cái đạo sư xuống đất tá, đạo sư xuống đất tá đã tu tập tâm từ 7 năm và đã tái sinh về cõi vô lượng quang thiên, Đức Quang Thiên. Dù như vậy mà Đức Phật ngài dạy rằng tuy nhiên đạo sư xuống đất tá vẫn không thoát khỏi già và chết. Đây cõi bình cái biến tịnh thiên là cõi tam thiền đấy, thì nhiều lắm sống cũng được là 64 kiếp trái đất thôi, nhưng mà cũng không thoát khỏi được cái già và chết, tức là liệu cái một phàm cái tư tâm sở nằm diệt trừ nghiệp tánh đó, tức là diệt trừ đi cái sinh hữu. Mà muốn có vậy đó người ta phải tác ý như thế nào? Tác ý cái chỗ này nó luôn luôn là bị cái dù cảnh giới nào cũng bị vô thường. Không có cảnh giới nào mà nó không bị vô thường, bất kỳ một pháp phú vi nào luôn luôn cũng đều bị vô thường. Chính Đức Phật ngài dạy là sắc bê sankhara anicca tự, tất cả những cái pháp phú vi đều là vô thường, mà một khi đã là vô thường thì nó phải có khổ. Nó tạm thời những cái cảnh giới mà an lạc nó tạm thời là nó tựa giống như là cái nỗi khổ nó bị tiềm ẩn bên trong, nó chưa có hiển lộ ra thôi. Cũng giống như một cái người khỏe mạnh vậy đó, cơn bệnh nó không có cơ hội bộc phát thôi, nhưng đến khi mà sức khỏe nó suy sụp rồi cơn bệnh nó không còn bộc phát nữa. Nên cơn bệnh nó đã tiềm ẩn bên trong đó, mà những con virus luôn luôn nó tìm cơ hội để mà nó phát triển, nhưng mà lúc đó, thân thể đang mạnh thì nó không lấy, nhưng mình nó nằm ở đó chờ cơ hội. Một khi mà sức khỏe đã suy giảm, với sức khỏe luôn luôn bị vô thường, mà vô thường khi mà đã xuống gấp rồi thì là cái những con virus nó tấn công, nó tạo thành những bệnh, là bệnh nó hiện lộ ra. Nếu mà dạy trong tấm thân ngũ uẩn này, những cái bệnh nó luôn luôn tiềm ẩn, nó đợi thời cơ để mà nó hiển lộ ra. Nếu mà những cảnh giới dù có tái sinh cỡ nào chăng nữa cũng vậy, mà để mà có sợ đó được như vậy đó thì người ta trước tiên phải có cái tác ý là sẽ thấy rõ. Thấy rõ cái gì? Thấy rõ là hay biết rõ là cảnh giới nào cũng bị vô được, cho nên không ao ước về những cái sinh hữu, nó cảnh giới tái sinh. Đây là trước mắt, trước tiên giờ do cái pháp học, trước tiên do pháp học. Mà chúng ta cứ ước nguyện được như vậy á, là xin cho cái phước này con làm á, con làm cái phước này con phải làm thôi, nhưng mà con làm phước này xin cho con đừng có tái sinh. Vậy xuất phát từ đâu? Cái gốc rễ của nó nằm chỗ nào? Mấy người Phật tử chúng ta nè, có nhiều người cũng đã từng là như vậy. Sau khi mà làm việc thiện rồi đó, nghe chư tăng giảng rằng là dù tái sinh cảnh giới nào cũng khổ, cũng bị sinh tử triền miên chi phối. Rồi thích thú những cái pháp ba la mật mà dẫn tới ra khỏi khổ cảnh, ước nguyện là con xin được giải thoát chứng được đạo quả la hán. Trong khi đạo quả la hán
là cái gì mình chưa biết. Để hiểu mơ mơ hồ hồ rằng á là vô sinh bất tử, chỉ hiểu thôi chứ cầm tay trong tay chưa có. Cũng tựa giống như chúng ta nghe nói rằng cái tháp Eiffel bên Pháp rất là đẹp, nhưng mà chưa ai có cái lần đi tới đó, lần nào đi tới đó để mà thấy cái cảnh tháp Eiffel chẳng hạn. Hoặc nghe nói là dòng sông Seine của Pháp rất là đẹp, nhưng mà chưa bây giờ tới cái gì qua thi văn thi sĩ như thơ Nguyên Sa chẳng hạn. Nay người về đâu, người về đâu để nước sông Seine bỡ ngỡ chảy quanh cầu. Qua dòng sông Mississippi chẳng hạn ở bên Mỹ đó. Nhưng có lần nào tới Mỹ đâu để mà biết được cái dòng sông đó. Nhưng mà dẫn hang đẹp, nghe nói dẫn hang mà. Những hang đó do cái niềm tin, nhớ tin. Nếu người đó đi về nói đúng rồi, cái người đó đã từng đi bên Pháp rồi, họ thấy được cái tháp Eiffel, thấy được dòng sông Seine rồi. Về họ mô tả tin tưởng hả? Như vậy cũng vậy, mình chưa biết được niết bàn là gì, mình chưa biết được đạo quả là vì là gì á. Nhưng mà vẫn ước nguyện đó, đó là do cái niềm tin. Do niềm tin. Mà mình ước nguyện phàm tư tâm sở nào diệt trừ cái nghiệp đe trắng cho quả trắng đó, tức là khi mình làm việc thiện không ao ước những sinh hưởng. Mà gốc rễ có cái tâm sở này, cái tư tâm sở niềm tin. Mấy ai có ai thấy được cái địa ngục đâu, có ai nhớ được địa ngục đâu, nhưng mà vẫn kế sợ. Có ai thấy được cái thiên đàng đâu vẫn mơ ước, vẫn thích sinh làm gỡ chư thiên. Có ai mà tới được cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền chưa? Chưa. Nhưng mà tu tập thiền cũng thích nè, cũng muốn không thấy. Tất cả nó đều là ở trong cái niềm tin mình, niềm tin này do ký vào. Nếu niềm tin là đúng, nó đúng ở chỗ là cái hình thức thôi, chứ còn nội dung chưa chắc à. Cái niềm tin gọi là đúng, gọi là chánh tín đúng. Chỉ có ba, hoặc là có bốn. Cứ bốn chi phần được gọi là cái chánh tín. Thứ nhất là tin nhân, tin quả. Thứ ba nữa là tin lý nghiệp báo. Và thứ tư nữa là tin cái trí tuệ của Đức Thế Tôn. Nhưng mà có một người sẽ hỏi nè, bạch sư vậy chứ có làm sao biết trí tuệ Đức Thế Tôn như nào mà con dám tin? Thì để trả lời câu hỏi này, thì chính ngài sẽ là Phật đã trả lời cho chúng ta. Ngài sẽ là Phật có một lần nọ đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn xong ấy, mới thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, sau khi con suy xét lại con thấy rằng con được may mắn có bậc đạo sư mà trước đây không ai có thể ai hơn, mà sau này cũng không ai, mà trong hiện tại này không ai hơn được. Đức Tôn này mới rầy à, chứ không phải nghe khen cái là Đức Tôn này chấp nhận liền đâu. Những điều đó chúng ta cần phải học tập đó. Nghe ta khen cái mình thì khác, là mình nghe ta khen cái mở miệng cười. Ai mà khéo léo chút xíu, đâu có gì đâu cô, đâu có gì đâu anh. Và gọi là giả vờ khiêm tốn để được khen thêm lần nữa đó. Chúng ta gọi là muốn được khen thêm lần nữa hãy giả vờ khiêm tốn để được khen thêm lần nữa. Tức là người ta khen lần mình cảm thấy sung sướng mà chưa đủ, làm bộ khiêm tốn đi để được khen thêm lần nữa. Mình thấy không không có. Nếu tao ngày này đó, này sao là bất, tại sao ngươi dám, này sao phải, có phải rằng đối với chư Phật quá khứ, chư chánh đẳng giác quá khứ, ngươi đã hiểu được rằng các vị ấy có giới như thế này, có định như thế này, có tuệ như thế này không? Dạ bạch Đức Tôn, không.
Vậy có phải là đối với bậc chánh giác trong hiện tại này, ngươi hiểu được, ngươi biết được giới của các ngài như vậy, định như vậy và tuệ như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con không biết. Vậy có phải đối với vị chánh giác trong tương lai, ngươi hiểu được các vị đó có giới như vậy, định như vậy, tuệ như vậy không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Ngươi không biết chư chánh giác trong quá khứ giới định tuệ như vậy, trong hiện tại giới định mai giới định tuệ như vậy, tại sao ngươi dám đại ngôn như vậy? Ngươi dám tuyên bố rằng là sau khi quán xét rồi con thấy rằng bậc đạo sư của con á, trong quá khứ không ai hơn được, trong hiện tại cũng không ai hơn được, mà trong tương lai cũng không ai hơn được. Ngày sáu phát này trả lời là Bạch Thế Tôn, mặc dù con không biết giới định tuệ của chư Phật trong quá khứ như thế nào, con không hề biết giới định tuệ của bậc đạo sư như thế nào, con cũng không hề biết được giới định tuệ của chư Phật trong quá khứ trong tương lai như thế nào, nhưng nhờ khéo quan sát giáo pháp này, người đưa ông ví dụ biết cái người kỹ sư xây dựng một cái hoàng cung này như thế nào. Là ai, tên gì, tài cán ra sao, không biết. Nhưng người đó sau khi mà quan sát cái công trình này đó, mới thấy rằng nó đầy mỹ thuật, đầy hoa văn. Nó chỉ có cái chỗ cho những cái con lỗ nhỏ, cho những con thú có thể như con mèo thì đi qua thôi. Còn những cái bậc đại nhân phải đi vào cửa lớn. Và những người lính canh gác ở trên cái cổng lớn đó, bất kỳ ai đi vào cũng có thể thấy rõ. Và cái kiến trúc rất là chắc chắn. Cũng vậy thì con thấy rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp sau cao của pháp trước. Tức là pháp sau là vị tế của pháp trước. Và Đức Thế Tôn ngài nó phân tích từng pháp một đến mức độ mà không còn phân tích được nữa. Bởi những pháp thậm thâm di diệu nó phân tích như là tâm nhị duyên khởi, như là duyên hệ. Cũng giống như người mà không biết ông kỹ sư xây dựng, ông kiến trúc sư xây dựng đó là ai, nhưng mà thấy cái công trình này thì biết là ông này là một người tài giỏi. Những cái kẽ hở không thể thấy, những nét hoa văn mỹ thuật. Sau khi chiêm nghiệm giáo pháp này, con thấy rằng những cái pháp thượng nhân như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y, bát chánh đạo mà tứ tôn này thuyết giảng, con đã thành tựu, con đã có mặt. Mà những pháp sau vi tế hơn pháp trước, càng lúc càng vi tế, càng thậm sanh hơn. Do quán sát giáo pháp này là con có cái niềm tin rất đặc biệt về cái trí của bậc đạo sư mình, là trước đây chưa có đây ai hơn được, và trong hiện tại cũng không ai hơn được, và trong tương lai cũng không ai hơn được. Nhà Đức Thế Tôn ngày lúc đó mà ngày mới quan hỷ mà nói là lành thay này sao là Phật. Bài kinh này hãy truyền bá, bài kinh này có tên gọi là tự quan hỷ. Nên cũng vậy, để mà có cái niềm tin mà tin vào cái trí tuệ của Đức Chánh Giác mà chúng ta quan sát cái giáo pháp này. Mà muốn quan sát được cái giáo pháp này, chúng ta phải học hỏi và chúng ta thực hành để chứng nhận những gì mình chưa chứng nhận, chứng đạt những gì mình chưa chứng đạt. Nghĩ về trí văn, chúng ta phải quan sát cái giáo pháp này, học hỏi giáo pháp này. Chúng ta thấy rằng có nhiều cái điều kỳ diệu lắm. Cũng là do trong cái giáo pháp này mà đi trong lông nhông dạo kiển xem hoa nữa, đừng gọi là chúng ta có cái niềm tin nhờ nhà Phật. Nếu có chăng cũng chỉ là hình thức, chứ không phải. Cái đi vô trong giáo pháp này, đi vô trong cái khung trời bậc đạo này mà cứ nhỡ nhơ xem hoa xem cỏ xem những kỳ hoa dị thảo không thôi. Thì người này đó, tôi cũng tới chùa, tôi cũng có niềm tin tới chùa, thật sự niềm tin này chỉ là hình thức.
Nó vì mà không thăm cứu được cho nên ai nói gì cũng nghe, thì cái niềm tin nó trở thành là tà tính tà kiến. Người ta nói ngày tháng 12 năm 2012 bị tận thế là cũng tin luôn, mua mì gói về trữ sẵn vậy. Mà tại sao tin được? Nếu mà đọc kinh điển thì chúng ta thấy rằng hiện nay chúng ta còn nằm trong kiếp trụ, còn phải chờ đợi thêm nữa. Trước khi trái đất này nó bị tận thế, nó bị hủy diệt nó, thì Đức Phật Mét-ta-giá phải ra đời. Đức Phật Mét-ta-giá chưa ra đời, chưa xuất hiện, làm sao mà có những vấn đề mà tận diệt được? Làm sao mà có những vấn đề tận thế được? Nó chẳng qua chúng ta có niềm tin, mà niềm tin giống như là xem hoa, cưỡi ngựa xem hoa. Không suy ngẫm. Giờ cái chánh tín, niềm tin đúng á, là tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo, tin trí tuệ Đức Phật. Nó muốn tin tin về cái trí tuệ Đức Phật, đặt niềm tin ở trí tuệ Đức Phật á, là phải ngẫm nghiên cứu. Nếu Phật là dạ rằng gì thì khu mến pháp tâm tư hằng niệm pháp không lìa chánh pháp. Mấy người nào mà không lìa chánh pháp người ta ở cận Như Lai. Đức Phật này dạy ngài Quát Ca Lý này, Quát Ca Lý, cái người nào mà ở cận Như Lai, gần Như Lai mà không hành theo pháp Như Lai, người đó ở xa Như Lai. Cái người nào mà ở xa Như Lai mà hành theo lời dạy của Như Lai, hành theo pháp của Như Lai, người đó là ở cận Như Lai. Vị tỳ khưu mến pháp tâm tư hằng niệm pháp không lìa chánh pháp, mà đã không lìa chánh pháp là ở cái cận Như Lai. Những cái người đó luôn luôn suy tư về pháp, nghĩ về pháp, mà một khi nghĩ về pháp rồi á thì ai phải kệ họ, dửng dưng như không. Có hào quang, họ không có hào quang thay kệ họ. Nhưng mà cái phàm tác ý nào, cái phàm mà tác ý nào diệt trừ cái nghiệp trắng cho quả trắng, nó chính là về nếu cái nghiệp trắng cho quả trắng muốn ám chỉ về thiền định. Mà thiền định thì vẫn có những cảnh giới tốt, nhưng mà tác ý hay là cái sự cố ý mà diệt trừ nghiệp trắng cho quả trắng này, tức là không ao ước những sinh hữu tốt, có mong mỏi tái sinh vào những cái sinh hữu nào hết, diệt trừ đi cái hữu. Mà đối với con này nó dạy phàm cái tâm sở nè, diệt trừ nghiệp đang trắng cho quả đang trắng, để thấy rõ cái nghiệp đang trắng cho quả đang trắng, nghiệp đang trắng cho quả đang trắng, người ta phải có cái trí tuệ, phải thông về nhân quả, nhờ đất rồi nhân quả. Một hành động nó có thể vừa đen vừa trắng, hoặc là một cái quá trình đó nó có thể vừa đen vừa trắng. Mọi người thấy toàn bộ một cái quá trình diễn tiến của một cái việc làm đó, một cái lời nói đó, hoặc một cái ý nghĩ đó, mà để thấy được một quá trình đó đó đòi hỏi phải có trí. Là mà trí đó là trí gì? À, trước mắt đối với cái nghiệp mà đang trắng cho quả đang trắng, Đức Phật là dạy rằng là phàm có cái tư tâm sở nào đi diệt trừ nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Mình nói để thấy những cái nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, nó có thể là nguyên cả thấy là một quá trình, nghĩa là toàn bộ một cái sự kiện nó khởi lên từ điểm đầu cho đến điểm kết thúc. Trong từ cái điểm đầu đến điểm kết thúc đó, thì đen trắng nó lẫn lộn sang. Mà diệt trừ nó là không thực hiện. Nó đen đã là không, đã diệt trừ nó rồi, trắng cũng diệt trừ luôn. Mặc dù nó là thiện đó, nhưng mà cũng không ở ước về vệ sinh hồn. Nên là hỏi về cái mà thẩm thấu hơn, nếu ở trong pháp hành thì thấy được cái vô thường của nó. Đối với cái pháp tấn cho quả tấn, thấy được cái mãnh lực vô thường đó. Và mình thấy mãnh lực của nó rỗng không trong đó, rỗng không.
mà thấy vô thường thì không ao ước để có nó. Cái xấu xa đã bỏ đã đành rồi, cái tốt cũng bỏ luôn. Bởi sao? Bởi cái tốt cũng trống rỗng, nó có cốt lõi không đó. Nó luôn luôn bị chi phối bởi linh lực vô thường. Nói cách khác nè, để có được cái tư tâm sở này, người đó thực hành được cái tuệ quán. Để tất cả những cái pháp đều là rỗng không, tất cả những cái pháp mà hữu vi nó luôn luôn nó bị mãnh lực vô thường và khổ chi phối, cho nên không ao ước nó, không thích thú nó. Pháp đen đã trừ đã đành rồi, pháp tấn cũng trừ luôn, cho nên nghiệp đen tấn này cũng trừ luôn. Và như vậy thì đây là bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về cái tổng quát, là tóm tắt đó. Ở phần còn mình chi tiết thêm thì Đức Phật Ngài dạy rằng đối với nghiệp mà đen tắn, những bài kinh khác còn lại nằm trong cái phẩm nghiệp này của cái pháp bốn chi của tăng chi nữa. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng những cái nghiệp mà đen tắn cho quả, đen tắn mà Như Lai đã chứng ngộ được đó. Em sợ cái nghiệp này không đen tắn cho quả, không đen tắn mà Như Lai cũng, hoặc là thức giác chi, hoặc là bát chánh đạo. Bởi vì thức giác chi, bát chánh đạo có công năng lấy nghiệp diệt nghiệp, mà phàm lấy nghiệp diệt nghiệp á, là sự cố ý diệt trừ đi những điều ô nhiễm, đồng thời cố ý diệt trừ luôn những cái điều tốt đẹp, để cho nó thành tựu được rồi là không ao ước. Những điều tốt đẹp mà được thành tựu đây không phải là diệt bỏ những cái điều mình không làm, phải làm những cái điều tốt đẹp nhưng mà không ao ước những cảnh giới tái sinh, đó là diệt trừ đi những điều tốt đẹp. Ý nghĩa những điều những cái diệt trừ những điều tốt đẹp chúng tôi muốn trình bày một cách rõ ràng hơn, tức là không phải không làm những cái điều tốt đẹp nhưng mà làm những điều tốt đẹp đó không ao ước. Chứ không khéo nó là xin Minh Bảo rằng đừng những làm điều thiện đó. Điều thiện buộc phải làm, nó là bổn phận, nhưng không ao ước về những cảnh giới tái sinh, mà chỉ ao ước về chứng đạt được đạo quả. Một khi có đạo quả thì chính có đạo quả đó là lấy nghiệp diệt nghiệp. Một khi có được sơ quả thì là đã diệt đi hai cái nghiệp tà kiến và hoài nghi. Một khi có cái quả tứ quả, tam quả thì đã diệt trừ sân mà tham dục. Lấy nghiệp diệt nghiệp. Một khi chứng quả được A La Hán thì đã diệt trừ hết toàn bộ cả thiện lẫn bất. Cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng đó chính là cái nghiệp không đen tấn, tức là thực hành bát chánh đạo hành thánh giác chi, lấy nghiệp diệt nghiệp. Nếu mà bài kinh mà tóm gọn thì Đức Phật Ngài dạy phạm cái tâm sở nào, tư tâm sở nào mà diệt trừ nghiệp đen tấn cho quả đen tấn, thì cái ba chi phần này được gọi là nghiệp không đen tấn cho quả không đen tấn. Và xin thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ quá, bác sinh lên xin cũng nhìn cho tôn đức tăng xin em lại an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong có ngày quan hỷ tạo dụng. Sau khi tạo dụng rồi xin cho họ chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, thường tấn hóa trong Phật pháp, nghe bác chánh đạo để nhanh chóng chứng mắt được đạo và niết bàn, đồng nhau cả thể, tức là dùng nghiệp không đen tắn để cho có kết quả không đen tắn. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Khai Giác.